Tối 29 Tết rồi mà người ta vẫn còn đi mua sắm. Còn ngày mai thôi là hết mua sắm, bắt đầu cúng, nhưng mà tối người ta đi mua sắm quá nhiều. Thì họ mua bông về cúng này. Bông là bông, hoa là hoa quá luôn. Nhiều người nói là kinh tế khó khăn nhưng mà người ta vẫn đi mua bông, mua hoa, mua bánh, mua trái, mua thịt. Đúng là Tết Tây cũng như Tết Ta, Tết Tàu, Tết Việt thì Campuchia họ cũng hào hứng, mua bán được, có tiền rồi đi chơi luôn. Đây chiếc xe tút tút, xe bảo bánh, xe chở khách mà cũng chất cái bông mai ở trên rồi. Y gieo tầng 7 giờ tối rồi. Nhiều khi có ít tiền mà nhờ thấy Tết nó nhộn nhịp quá, người ta cũng đi chơi, đi mua, đi ăn cho nó đỡ buồn, khuây khỏa trong cuộc sống. Không biết số lượng bánh trái rồi kẹo mứt rồi bông hoa rồi thịt heo rồi thịt gà, thịt vịt ở đâu đưa vào đây mà tiêu thụ quá mức, con người ở đây tiêu thụ cũng quá mức. Cái số lượng hoa quả, bông hoa, trái cây, bánh mứt, kẹo, đủ thứ hết. Bông hoa này là ở Thái, ở Việt Nam nhập về đây nè. Những người họ cúng thì họ thích mua cái loại như thế này đây. Một cái bó bông như vậy thì khoảng 5.000, có đây bán 6.000 ria, tức là khoảng đồng rưỡi. Bạn thấy buổi tối mà có những cái ánh sáng từ đèn xe rồi ánh đèn điện, nó làm cho cái bông hoa thêm màu sắc về ban đêm. Bên kia là trái cây cam, quýt, nho, bánh bông lan. Loại trái cây này cũng từ Việt Nam, từ Thái hay từ Tàu qua. Có chiếc xe này đẹp đi. Lái chiếc xe này đi chơi chợ Tết là cũng hay.